rất là bình dị nghe các bạn. Buổi sáng nước lớn lục bình trôi. Này là ở bờ kè của ở cái bè, bờ kè ven sông. Bờ kè này đã thiết kế cho ô tô rồi chạy được luôn. Đường ở trong này cho người đi bộ đi ở trong. Đây nó chừa mấy cái trụ sắt này muốn tôi làm lan can. Cảnh ở quê rất là bình dị các bạn. Đây nó có thiết kế cho mấy người nó làm có ghe xuồng nó làm tam cấp đi lên đi xuống. Cái bè tỉnh Tiền Giang, tàu chạy đây là cảnh quê sông nước. Sáng nay đi chợ ghe chở cháu á. Kia thì xà lan chở cát. Mặt trời chuẩn bị lên. Ở quê mình nhìn cảnh sông nước và bản công trình nước lớn mà có lục bình trôi nha các bạn. Qua cho lục bình thành thị thì mình sống bon chen ha, dù quê mình thấy bình yên. Đây có khu du lịch sinh thái nữa nha, xa xa đằng kia có mấy chiếc tàu đậu là chở khách tay ba lô đi.